Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Yanic TC, một dòng xe đạp địa hình mang bộ chuyển động Shimano DOG, khung nhôm size M, cặp bánh 26 inch, đi vòng cuối lổ giảm sóc hơi, tông màu trắng xanh cực kỳ đẹp. Thương hiệu Gian, model XTC, được sử dụng bộ nhôm Alloy XL. Toàn bộ ngoại hình xe thì đây, như các bạn thấy trên hình, tương đối là đẹp. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung xe sẽ xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Ni lông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG, tay bấm 10x3 tương ứng với cả là 10 lít 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Bộ phanh dầu của Shimano. Giảm sóc hơi của SR Suntour Evicon. Máy bi vòng bánh 26 inch. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG. Đây, toàn bộ bộ chuyển động. Đặt đĩa trước và đề sau là Shimano DOG. Đùi đĩa trục rỗng cũng ở DOG. Máy bi vòng cuối lổ. Size M, xe size M. Thì bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe phụ cho bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 1m75-76, đi phù hợp. Chiếc xe này nó được bán bên em mức giá thì có là 10.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.